Sài Gòn lần rồi. Rồi, em chào tất cả anh chị em nha. Hôm nay em test thử con máy mini của em nè. Con này em để lâu lắm rồi đó. Anh chị thấy mới ghê không? Mới tinh luôn á. Cái dòng này á, cái da nó bằng cái dòng xin nha anh chị, chứ không phải là cái da hình nha. Bởi anh chị dễ thay cái da lắm. Nó xài bằng cái dòng xin tròn á. Đó. Em mới test nè, cái này em định làm ở nhà xài. Mà chưa xài tới nữa. Đó, nè em chế cái này á là anh chị biết chi không, là nữa em rút cái này nè, cái này gời nè, em rút gời ra, em gắn hai cái bánh vô đây nè, em gắn vô đây, em gắn một chế cái khác đặng em gắn cái bánh vô đây không, chứ giờ em gắn bánh đây thì cái này bơm nó chạy tới, thấy không, mình đang xịt chạy tới, còn mà nữa em rút cái này ra nè, đúng không, em làm cái gời là em gỡ cái này ra được nè, là em làm đồ đẩy hàng luôn á, cho thông dụng á. Đó là đẩy mấy cái trong mấy cái giống như trong vườn người ta tải mấy cái vỏ tụng này ra anh chị, cái vỏ chanh vỏ ổ vỏ này kia đó, làm lấy cái này đẩy nè, đẩy hai cái bánh này chắc cú lắm nha anh chị nè. Còn motor này thì nó là motor em không biết nhiêu luôn, tại nhà có sẵn á, mà nó bay màu bay hết rồi em không biết đâu, cái này chắc hơn nửa ngựa chứ không tới ngựa quá, còn đầu nhỏ xíu à, đầu mini. Mà cái này là kêu bằng tia da anh chị, nhưng mà cái này còn mới tinh nha, còn zin hết nè, em để bữa giờ bụi á, bữa giờ em không có cái ống dây này, em test thử á, mà giờ có cái ống mà cũng cái gòn này không vừa, nó gòn này của dây hút, mà cái máy này nó xài dây hút với xả là hai cái bằng nhau nha, 21 à, cái này của cái 27 á, gắn được em quấn gì đỡ đó. Máy này chạy đã mà chạy mạnh lắm nha, nó mini nhưng mà chạy xuống lắm, mà cái đồng hồ này hiểu hư rồi. Nó nè, em test thử cho anh chị xem, nhỏ xíu à, máy nhỏ xíu à, đã lắm. Đúng không? Em hàng sắt đặt quẹo luôn hả. Rồi xích qua đây đi, test thử cho anh chị xem thử. Máy khô gan luôn à, chạy khô gan luôn. Những cái đồ máy xịn á, anh chị phá cái van này lại nè, nó đã lắm, nó tự nó hồi về đây nè, nó hồi về ống này nè, đã lắm, để em test thử cho anh chị xem nè. Thấy là hồi đúng không? Bây giờ em phá em giật đây nè, cái này chỉ hết hồi, chỉ là phá cái hồi nè, đâu là nút đúng không? Nè, em phá lại nó hồi nè, không? Để mình có phá ngang cũng không sao đâu, nhưng mà em áp này hơi nhiều rồi, áp này không quá. Đó, phải nè, cái này là mô tô chạy bình thường nè, đó nè, thở ra nè, đó thấy không, mạnh chưa, mạnh đầu tay đó. Hồi mà nó còn giờ mà nó mạnh ghê không? Để em phá lại chứ. Để em tắt cái máy đi xe.